Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, nhiều gia đình, đặc biệt là các gia đình ở quê, thường có sân vườn trước nhà, hầu hết trong số đó thường trồng cây to trước cửa hoặc là trước cổng chính để có bóng mát cho ngôi nhà. Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy hàng đầu phương Đông cho rằng việc tùy tiện trồng bất cứ loại cây gì trước cửa nhà là một lỗi đại kỵ, có thể khiến vận khí của gia đình bạn đi xuống. Đặc biệt, gia chủ tuyệt đối không trồng những loại cây sau đây, kẻo rước họa vào thân, tiền bạc thất thoát, đại nạn giáng xuống triển miên. Để biết đó là những loại cây như thế nào, xin mời quý vị cùng theo dõi. Những loại cây cần tránh. Thứ nhất là cây to, chắn trường khí tốt vào nhà, gây hao tài tổn lộc. Cây to trước cửa hoặc trước cổng nhà thường là vật cản trường khí lưu thông trong ngôi nhà của bạn. Trường khí bị chắn khiến khí tốt không thể vào nhà, khí xấu và uế khí không thể thoát ra ngoài. Vận khí tốt khiến cho hao tài tổn lộc. Đặc biệt, sinh khí không tốt còn khiến sức khỏe của các thành viên trong gia đình bị ảnh hưởng. Điều dễ nhìn thấy nhất là cây to khiến cho ánh sáng không thể vào đến ngôi nhà của bạn. Điều này khiến cho sinh khí kém đi, do đó ngôi nhà trở nên thiếu sức sống. Lối vào nhà sạch sẽ, thoáng đãng, mang lại không gian trong lành tốt cho sức khỏe của các thành viên. Ngoài ra, lối vào gọn gàng có thể thu hút nhiều quý nhân đến với ngôi nhà, nhờ đó kích hoạt được bình an và may mắn cho ngôi nhà của bạn. Thứ hai là cây có rễ sâu, âm khí mạnh. Có nhiều cây lớn lâu năm thường có rễ sâu đâm vào lòng đất. Những cây thế này thường có âm khí rất mạnh. Cây lại chắn trường khí lưu thông trong ngôi nhà của bạn, khiến cho vượng âm. Theo phong thủy, việc mất cân bằng âm dương ảnh hưởng không hề tốt đến ngôi nhà của bạn. Ngoài ra, những rễ cây này còn ảnh hưởng đến móng của ngôi nhà. Cụ thể, các loại cây tránh trồng trước nhà như: 1. Cây xương rồng. Vốn dĩ, các loại cây xương rồng cảnh thường được lựa chọn để trang trí. Tuy nhiên, theo phong thủy, cây xương rồng tuyệt đối không được trồng ở không gian trước cửa nhà. Trong phong thủy, xương rồng nhiều gai góc sẽ ngăn cản thần tài vào nhà, đặc biệt khi được trồng ngay trước cửa. Ngoài ra, xương rồng còn thu hút âm khí, gây nên sự ảm đạm, thiếu sức sống, ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ. 2. Cây liễu. Liễu là giống cây dễ nuôi, dễ chăm sóc, thường được trồng ở những nơi công cộng. Tuy nhiên, cây liễu cũng là một trong số những cây không nên để trồng trong nhà, bởi cành liễu rủ ám chỉ sự thiếu sức sống và ý chí, khiến gia đình khó vươn lên để đạt được sự thịnh vượng và giàu có. Liễu đồng âm với lưu, chảy đi, đổ đi, mất đi. Vậy nên ông bà ta quan niệm trồng liễu trước cửa nhà nghĩa là bị trôi mất của cải, tài sản, sẽ họa không hay. 3. Cây đa. Trong quan niệm dân gian, cây đa có thần, nên thường trồng tại các không gian đình, chùa, miếu, mạo. Tuy nhiên, đa cũng là giống cây thu hút âm khí, tạo sự u ám, buồn chán, khiến gia đình khó gặp thịnh vượng. Đồng thời, rễ của cây đa thường to và thô, sẽ khiến địa hình đất đai lồi lõm, gây ra sự mất cân bằng cho ngôi nhà. 4. Cây dâu tằm. Trong tiếng Hán, cây dâu đọc là tang, đồng âm với tang ma, tang tóc. Vì vậy, đây là loại cây biểu hiện cho sự chết chóc và những điểm không may. Hơn nữa, cây dâu thường dùng để trừ tà, nên nếu trồng trước nhà sẽ mang lại điểm xui xẻo. 5. Cây mít. Ông cha ta có câu cây mít có ma, cây đa có thần. Câu nói này có hàm ý chỉ việc trồng cây mít trước nhà sẽ thu hút tà khí, làm nơi để quỷ ma trú ngụ. Cây mít trồng trước nhà có thể ảnh hưởng xấu đến tinh thần và sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, lá mít thường rụng nhiều, dễ gây mùi hôi thối, thu hút côn trùng và ảnh hưởng không tốt đến sinh hoạt cũng như sức khỏe của con người. 6. Cây chuối. Về mặt khoa học, cây chuối dễ bắt ion âm. Việc này làm cho cơ thể con người dễ rơi vào trạng thái nghỉ ngơi, ít hoạt động, chậm chạp, lười biếng nên dễ bị trầm cảm. Về mặt phong thủy, cây chuối được xem là nơi tập trung nhiều hồn ma lưu lạc ẩn trú. Trong huyền môn có sự việc trồng cây chuối ở mộ người phụ nữ chết. Khi mang thai, để cây chuối ra trái đầu tiên thì hái đem thả sông, nhằm mong đó là kết tinh của đứa bé và người phụ nữ đã sinh an toàn, không còn ấm ức lưu lại cõi dương. Về mặt cảnh quan, cây chuối thường thấp tán, khi mọc lên thường rậm rạp, che hết ánh sáng trước nhà, thu hút nhiều côn trùng gây hại như sâu chuối, bọ dẹp, gây mất thẩm mỹ, khiến mặt tiền nhà u tối, khó quan sát. Cho nên trồng cây chuối trước nhà là không tốt, vì nếu trồng cây chuối trước nhà sẽ tạo điều kiện cho hồn ma bóng quế trú chân trước nhà quấy phá. Quý vị và các bạn thân mến, những loại cây to mang ý nghĩa không tốt lành nếu trồng ngay trước cửa nhà có thể khiến tài vận của gia đình đi xuống. Quý vị nên thật cân nhắc. Nếu gia chủ đang muốn tìm hiểu những cây trồng trước nhà để mang lại tài lộc may mắn, có thể tham khảo thêm các loại cây cảnh dưới đây. Xin mời quý vị theo dõi. Thứ nhất, cây kim tiền. Bên cạnh kích thước phù hợp để làm cây cảnh nhỏ để bàn, cây kim tiền còn có các mẫu với kích thước lớn hơn, thích hợp để làm cây cảnh trồng trước cửa nhà. Ngay từ tên gọi của loại cây này đã cho thấy ý nghĩa phong thủy, giúp mang lại tiền tài cho gia chủ. Ngoài ra, giống cây này còn có tuổi thọ lâu năm, cách trồng và chăm sóc không quá khó, nên vô cùng thích hợp làm cây cảnh trồng cho không gian trước nhà. Thứ hai, cây cau cảnh. Các cụ ngày xưa có câu trước cau sau chuối để nói đến thứ tự trồng cây hợp phong thủy của ngôi nhà. Cây cau thân thẳng, mảnh mai, không làm khuất đi ánh sáng hay ngăn cản gió vào nhà. Cau cũng ít rụng lá, không mất nhiều thời gian dọn dẹp. Theo phong thủy, cau là cây thân gỗ thuộc mộc, mộc sinh hòa, giúp đường công danh tốt đẹp. Loài cây này cũng khá dễ sống, dễ chăm sóc, có tuổi thọ cao. Khi trồng cau, bạn nên trồng 2 cây để hài hòa trong việc cân bằng âm dương. Thứ ba, cây kim ngân. Tên gọi của kim ngân dễ khiến nhiều người nhầm lẫn loại cây này với cây kim tiền. Tuy nhiên, đây là hai giống cây hoàn toàn khác nhau. Cây kim ngân lớn trồng trước nhà có nhiều hình dáng bắt mắt do được tạo kiểu. Cùng với đó là khả năng đuổi muỗi, giúp thu hút tiền tài đi vào trong nhà theo phong thủy. Thứ tư, cây phú quý. Phú quý là loại cây cảnh độc đáo, giúp mang lại nhiều ý nghĩa tốt đẹp cho gia chủ. đây là giống cây có hình dáng rất bắt mắt, thân cây có màu trắng hồng và được tạo thành từ những bẻ lá. Lá cây mỏng, mềm, bóng, có viền màu đỏ, hồng, bên trong lá màu xanh đậm. Cây phú quý giúp mang lại phú quý, tiền tài cho gia chủ. Thứ 5. Cây cam chanh. Nếu có diện tích đất rộng, gia đình bạn cũng có thể cân nhắc trồng cây cam, cây chanh trước cửa. Nhắc tới hai loại cây này, bạn sẽ nghĩ rằng chúng chỉ là cây ăn quả, thích hợp trồng trong vườn nhà. Tuy nhiên, theo phong thủy, cam chanh là cây thích hợp để trồng trước cửa. Quả của hai loại cây này có hình dáng tròn xoe, nặng trĩu cành, là biểu tượng của tài lộc, thịnh vượng, viên mãn. Nếu trồng cam chanh trước cửa, gia chủ nên trồng cây ở hướng đông nam, hướng tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng. Cây càng sai quả, gia chủ càng có lộc. Thứ 6. Cây trúc cành, cây tre cành. Các loại tre, trúc có dáng thanh mảnh, cao ráo, làm cây phong thủy trước nhà rất phù hợp. Hai loại cây này mang nét mềm mại, dù gặp mưa gió, điều kiện khắc nghiệt vẫn đứng vững hiên ngang. Tre là biểu tượng của sức sống, sự trường thọ, đoàn kết bền vững. Bởi tre sống theo khóm, sinh trưởng tốt, dù sống ở nơi đất cằn sỏi đá. Còn trúc mang ý nghĩa rất tốt đẹp, là hình ảnh của trời đất rộng dài, trường xuân vĩnh cửu. Nên trong phong thủy trước nhà, trồng một khóm tre, trúc sẽ đem lại may mắn, tốt lành, xua đi những rủi ro, vận xui cho gia chủ. Bạn có thể trồng tre, trúc xung quanh hàng rào hoặc trước hiên nhà, trong vườn. Tùy theo diện tích và nhu cầu, bạn có thể chọn loại tre, trúc có kích thước phù hợp với ngôi nhà của mình. Khi chọn cây xanh, gia chủ nên lưu ý về những cây kiêng kỵ trồng trước nhà, không nên để vận khí của gia đình bị ảnh hưởng bởi những loại cây cảnh mang ý nghĩa tiêu cực trong phong thủy. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Phú Quý Tài Lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.